Lần đầu chương trình của tôi là chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên mạng miền Tổ quốc. Ngày hôm nay thì em làm cái video để test hai chiếc đầu đĩa cho bác cách ở Long An. Một chiếc đầu là Soli CP611 và con tiếp là con Techlink PG460. Em khách này rất là thích quen rồi, đã ủng hộ em rất nhiều rồi. Nếu mà tiếp tục ủng hộ tiếp thì hai chiếc đầu này nó cũng rất là quen thuộc rồi, em thì cũng không giới thiệu nhiều nữa. Thì chiếc đầu Soli thì nó cũng có size 443, chiều cao của nó là 11 cm và chiều sâu của nó là 27 nhé. Sẽ mắt Soli sử dụng dễ thay thế và đặc biệt cái không gian đĩa, và nó có 7 chức năng điều chỉnh nhạc đấy. Thì em sẽ test luôn xem đấy, bây giờ đang chỉnh như dạng như EQ chỉnh nhạc đấy, chức năng của nó rất là hay. Thì, tiếp đến là con Technic 460. Thì con này dạy giải mã mát, cái dòng đời mới, dòng đời mới của hãng Technic đấy. Nó cũng không gắn đĩa các bác nhé, rất tốt. Con này thì em chưa vệ sinh, em chỉ lau qua bác để gửi cho bác ấy, bác về bớt tự vệ sinh. Đây thì mình cơ bản là phần ngoại hình của em nó rất là đẹp có nhé. Dưới thêm chưa vệ sinh kỹ mà nó chưa sẽ lắm. Đấy. Sau đây để chảy xuống đây. Đấy, đấy. Hai con đều có cổng quang đó nhé. Đây con này cổng quang đường áo lốc, con này cũng có cổng quang này, nó đắp trụ đây. Đấy. Con Soli 611 thì điện 100V có tiêu thụ 12W, tôi máy là 214778 này, rất tại Nhật. Còn dưới là con Technic model là PSL PG460, điện 100V tiêu thụ của nó là 10W, sản xuất tại Singapore. Đấy. Máy là Singapore nhá. Con này nó thì sản xuất là ngoài 96 con này, đây gì đây 6213 này. Đấy, sơ máy của nó đây. Tôi đi máy là DX6FA05979. Đấy. Rồi còn đây có chảy chút đây. Đấy. Nhưng bác khách tôi bảo quan trọng có mắt tổng tốt, không quan trọng được cái hình thức nóng. Đấy. 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 Trước khi em vào test âm thì bác nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh giúp em. Hôm nay sẽ ra kênh YouTube em cho nhiều anh em chưa lâu trên mạng mình cũng được biết đến. Test chất âm của hai em đọc luôn. Test cái con Sony trước đấy, cái đích đọc luôn. Đọc rất tốt các bạn nhá. Chỉnh nhạc đây các bạn này.
chế độ đấy.
chặt tay để ghi phút phân kỳ tiễn người đi. Xa trường anh lại đi vui gió sương, sông hồ ngời trong tôi. Đọc rất tốt nhé. Dầu dầu tiếc thương riêng mình biết hoặc tình trong mắt nhau. Chim bay miệt mài, mắt mi hương ngủ hoài, biết khi cho là mất cuộc đời ai sống. Em xin phép được dừng video test tại đây. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.